Tôi xin chào các anh chị tham gia hội nghị khoa học thường niên Hội Hô hấp Việt Nam năm 2022 ạ. Tôi là bác sĩ Hashimoto, bác sĩ khoa hô hấp của bệnh viện NCGM Nhật Bản ạ. Hôm nay tôi báo cáo về chủ đề tầm soát ung thư phổi. Bác sĩ hô hấp hay gặp vấn đề này và nhân dịp này tôi cập nhật tình trạng trên thế giới và thảo luận thêm về các vấn đề trong tầm soát ung thư phổi từ quan điểm một bác sĩ lâm sàng thường khám chữa ung thư phổi. Trước khi vào chủ đề, xem lại định nghĩa tầm soát ung thư. Tầm soát ung thư là một loại kiểm tra sức khỏe. Kiểm tra sức khỏe là xét nghiệm cho bệnh nhân chưa có triệu chứng, chưa có nghi ngờ có bệnh. Tầm soát ung thư thường là không phải theo yêu cầu của cá nhân, nhà nước, chính quyền, địa phương, công ty, trường học, chẳng hạn kế hoạch và thực hiện. Khi tầm soát ung thư, thường đánh giá hiệu quả bằng số ca tử vong trong 1.000 người nam ạ. Nên kết quả những bằng chứng về tầm soát ung thư trong báo cáo này nguyên tắc là được so sánh bằng tử vong trong 1.000 người nam ạ. Còn có một từ vựng lead time, đây là thời gian từ khi có thai ung thư đến khi tử vong ạ. Loại ung thư tiến triển nhanh như ung thư phổi được nói là lead time đó là ngắn ạ. Và điều này sẽ giải thích chi tiết sau, hiệu quả tầm soát cũng được ảnh hưởng khả năng chữa bệnh sau được phát hiện. Tức là nội dung điều trị phát triển và cải thiện tiến lượng thì đó liên quan đến hiệu quả tầm soát rất nhiều. Phải nói thêm nữa là tầm soát ung thư chỉ là một loại kiểm tra sức khỏe nên bằng chứng liên quan chỉ có thể áp dụng được cho đối tượng như thế. Ví dụ khi nào có tổn thương gì rồi, khi nào có nguy cơ phát ung thư rất cao thì chúng tôi bác sĩ lâm sàng không phải là phải cần theo quy định của tầm soát ạ. Trong việc tầm soát ung thư, loại ung thư có thể ảnh hưởng ý nghĩa và hiệu quả để tầm soát. Như anh chị biết, ung thư phổi là một ung thư tiên lượng sâu nhất và đồng thời là một ung thư tỷ lệ mắc bệnh cao nhất. Vì thế, ung thư phổi là một ung thư nhiều người tử vong nhất. Đây là data của Nhật Bản. Số lượng bệnh nhân thì ung thư đại tràng nhiều hơn phổi. Và mặt số tử vong thì ung thư phổi là nhiều nhất. Tình trạng này là cũng gần nhau trên toàn thế giới và Việt Nam nữa. Vì một loại ung thư đang có hại con người nhất, nên tầm soát ung thư phổi là một điều quan trọng. Lý do tiên lượng không tốt của ung thư phổi là lead time ngắn, tức là phát triển bệnh nhân nặng. Và cũng có thể nói được là ung thư phổi khó nhận ra. Khi có triệu chứng thì nhiều khi có giai đoạn 4 rồi. Tỷ lệ sống sót 5 năm của ung thư phổi đang được cải thiện, nhưng khi giai đoạn 4 rồi thì chỉ 8%. Đây ý nghĩa là nếu phát hiện khi giai đoạn 4 bằng tầm soát thì hiệu quả tầm soát thấp. Còn thành tích điều trị cho giai đoạn 3 gần đây đang được cải thiện nhiều, điều này đang tăng cường ý nghĩa tầm soát ung thư phổi. Đây là những nghiên cứu lớn gần đây liên quan tầm soát ung thư phổi ạ. Đa số là liên quan LDCT là low dose CT. LDCT là CT chụp bằng phóng xạ liều thấp và được gọi là CT liều thấp. Khi nào thảo luận về CT liều thấp, tôi sẽ giải thích nội dung thêm ạ. Hot topic của thế giới tầm soát ung thư phổi gần đây là CT liều thấp và những điều khác thì ít bằng chứng gần đây ạ. Hôm nay tôi báo cáo theo những câu hỏi đây ạ. Chủ đề hôm nay là tầm soát ung thư phổi, đối tượng nào, khi nào, như thế nào. Tôi đã đặt 6 vấn đề theo chủ đề hôm nay và sẽ thảo luận về đối tượng, thời điểm, phương án nên là thế nào ạ. Câu hỏi đầu tiên, X quang ngực có thể phù hợp tầm soát ung thư phổi hay không? Ở Nhật Bản đang có chương trình tầm soát ung thư phổi cho tất cả nhân dân hơn 40 tuổi, đây là từ năm 1980, và gần 50% nhân dân được tầm soát ung thư phổi hàng năm. Nhưng mà đây là chỉ theo bằng chứng của trong Nhật Bản. Trước đây, từ 1980 đến 1990, có một số nghiên cứu về X-quang để tầm soát ung thư phổi đã thực hiện ở những nước châu Âu, Mỹ. Và đã không có nghiên cứu nào chứng minh được hiệu quả. Và các nghiên cứu đó đã có một số vấn đề.
đã được thiết kế chụp X quang từ 1 đến 3 năm đầu, rồi theo dõi hiệu quả từ 5 năm đến 8 năm. Mà lead time của ung thư phổi rất ngắn, nên trong thời gian theo dõi, có thể bị ung thư phổi mới và có thể tử vong trong thời gian đó. Vấn đề thiết kế này làm số ca tử vong hai nhóm đã nhận X quang và đã hôn nhận X quang gần nhau, và đó có thể là một nguyên nhân làm kết quả hôn rõ. Để xác nhận lại hiệu quả X quang ngực, Bộ Y tế Nhật Bản đã tổ chức một số nghiên cứu trong nước này. Mà ở Nhật Bản khi đó đã có tầm soát ung thư phổi cho tất cả nhân dân miễn phí rồi, nên không thể kế hoạch RCT, không thể có nhóm không được chụp X quang. Vì vậy tất cả là nghiên cứu case control. Nhóm không được tầm soát là những người đã không nhận kiểm tra sức khỏe và đã điều chỉnh những yếu tố có thể ảnh hưởng bị ung thư phổi như tình trạng hút thuốc lá chẳng hạn. Kết quả nghiên cứu đã là tầm soát có cải thiện tỷ lệ tử vong và kết quả đã là bằng nhau trong những nhóm nghiên cứu khác đã điều tra địa phương khác trong toàn quốc. Theo kết quả nghiên cứu case control trong nước, Nhật Bản đã quyết định tiếp tục tầm soát ung thư phổi bằng X quang. Về X quang, gần đây cũng có máy nghiên cứu được thêm từ châu Âu Mỹ, mà vấn đề lead time vẫn còn lại và kết quả không rõ. Em trong guideline Nhật Bản, hiện tại vẫn khuyên X quang ngực hàng năm theo định kỳ. Thế bây giờ, X quang ngực có thể khuyên được đối với tầm soát ung thư phổi hay không? Câu hỏi này thật ra chưa có trả lời vì không đủ bằng chứng. X quang ngực có ưu điểm trong chi phí độ xâm lấn thiết bị, nhưng mà không thể xác nhận được và mô tả rõ được lý do khác biệt kết quả nghiên cứu giữa Nhật Bản và châu Âu Mỹ. Nếu đó chỉ là vấn đề của thiết kế của nghiên cứu hay là bị bệnh ung thư phổi hơi khác nhau giữa châu Á và châu Âu Mỹ chẳng hạn, vẫn còn khả năng tầm soát ung thư phổi bằng X quang ngực như Nhật Bản ở nước khác có hiệu quả. Câu hỏi thứ hai, còn xét nghiệm đờm để tầm soát ung thư phổi có hiệu quả không? Về vấn đề này chỉ có rất ít bằng chứng thôi. Trong nghiên cứu về tầm soát ung thư phổi bằng X quang ngực trong thế giới, xét nghiệm cytology của đờm thường đã có được kết hợp cùng và không được bằng chứng rõ khi tầm soát ung thư phổi bằng X quang không xem đờm thì như thế nào, nên chưa biết được ngừng xem đờm có giảm hiệu quả hay không. Nên ở Nhật Bản thì vẫn có chỉ định xét nghiệm đờm cho người nguy cơ cao. Câu hỏi thứ ba, CT liều thấp để tầm soát ung thư phổi có hiệu quả hay không ạ? Gần đây đã có hai nghiên cứu lớn tên là NST và Nelson có kết quả nhiều người đã đợi. Kết quả các nghiên cứu trước đây đã là có vẻ có hiệu quả mà trong nghiên cứu không có ý nghĩa thống kê. Mà hai nghiên cứu đó đã chứng minh được hiệu quả CT liều thấp. Xung quanh năm 2000 thì các guideline của thế giới cũng đã không khuyên CT liều thấp để tầm soát vì đã không đủ bằng chứng. Mà sau đó CT liều thấp bắt đầu vào guideline theo kết quả các nghiên cứu rồi ạ. Và năm nay guideline Nhật Bản cũng được cập nhật theo kết quả nghiên cứu Nelson. Nghiên cứu NST có 3 báo cáo, 2011 đã chứng minh hiệu quả và 2013 đã phân tích lại chi tiết cũng vẫn có hiệu quả có ý nghĩa thống kê. Báo cáo năm 2019 là báo cáo đã theo dõi nhiều năm sau khi không chụp CT để tầm soát nữa, thì không thấy hiệu quả có ý nghĩa thống kê rồi. Cũng được thảo luận là một lý do lớn của điều này là giống như đã nói trong những nghiên cứu về X quang ngực tầm soát ung thư phổi. Trong thời gian theo dõi có bị ung thư phổi mới tiến triển rồi tử vong, nên khác biệt số ca tử vong trong 1.000 người nam giữa hai nhóm trở thành gần nhau. 2020 đã có báo cáo kết quả Nelson. John Nelson đã thêm CT năm thứ năm của thời gian nghiên cứu, nên hy vọng kết quả sau khi theo dõi lâu năm cũng còn có kết quả tốt ạ. Vì một số RCT đã chứng minh hiệu quả, CT liều thấp đã được khuyên trong các guideline thế giới như ACCP, NCCN chẳng hạn rồi.
Đối tượng để tầm soát thì khác nhau trong các guideline vì mỗi gần đây được chứng minh CT liều thấp có hiệu quả thôi. Rất ít nghiên cứu rõ về đối tượng nên tầm soát là đối tượng như thế nào, từ bao nhiêu tuổi đến bao nhiêu tuổi là phù hợp nhất. Nên các guideline tham khảo đối tượng của các nghiên cứu trước đây và tự quyết định khuyên cho ai thì thích thì xin tham khảo các guideline nào. Thời gian thì khuyên là hàng năm, không phải là 3 năm, 5 năm đầu rồi không chụp nữa như nghiên cứu. ACCP thì người vô thuốc lá cũng nên cho vào đối tượng. NCCN thì người đang hút thuốc lá thôi mà vẫn khuyên cho người lớn tuổi. Một đặc điểm của NCCN thì trong guideline có mô tả quy định sau khi có thai bất thường trong CT đối với tầm soát ung thư phổi sẽ làm như thế nào. Ở đây xin cho tôi giới thiệu hai điều quan trọng khi suy nghĩ về tầm soát ung thư. Một là chẩn đoán quá mức, overdiagnosis. Điều này được biết là một điều nên cẩn thận khi tầm soát ung thư. Một số ung thư có thể không cho con người tử vong. Điều này nổi tiếng trong ung thư tuyến giáp chẳng hạn. Và khi ung thư tiến triển rất chậm, con người có thể tử vong trước khi tử vong bằng ung thư. Trong thế giới ung thư phổi, cũng có một số ung thư phổi tế bào tuyến phát triển rất chậm trong khi giai đoạn sống. Và loại ung thư đó được biết là trong người châu Á nhiều hơn châu Âu Mỹ, nên chúng ta nên lưu ý điều này. Hai là dương tính giả. Một số thông tin trên CT có khi khó phân biệt đó là ung thư hay là bệnh khác. Nếu bệnh nhân như thế được xét nghiệm xâm lấn cao và có tác dụng phụ xét nghiệm, hay là bị hại tâm lý vì lo lắng quá về ung thư, đó là một điều không nên. Liên quan vấn đề này, chúng ta có thể tăng cường độ chính xác của độc CT và có thể lên kỹ thuật sinh thiết, bắt đầu kỹ thuật mới và ít xâm lấn như IBAS chẳng hạn. Năm, vấn đề còn lại liên quan tầm soát ung thư phổi. Trong việc tầm soát ung thư vẫn còn một số vấn đề. Tôi đã giải thích thêm cho ba vấn đề về tầm soát ung thư phổi hiện tại. Vấn đề còn lại số 1 là tiến bộ điều trị ung thư phổi. Trước đây và bây giờ, điều trị ung thư phổi thay đổi nhiều rồi. Đã có thời đại tỷ lệ tử vong do phẫu thuật hơn 10%. Gần đây có kỹ thuật xạ trị chính xác và ít xâm lấn hơn. Trước đây đã không có điều trị các thuốc hóa trị để thêm xạ trị phẫu thuật tốt. 10 năm trước thì durvalumab sau xạ trị cũng đã chưa có. Đây là tỷ lệ sống sót sau 5 năm của ung thư phổi tại Nhật Bản. Trước 2007 không được thống kê chất lượng cao nên ở đây bắt đầu từ 2007 ạ. Mà trong 7 năm giữa 2007 đến 2014 cũng tỷ lệ sống sót 5 năm được cải thiện rõ. Sau 2014 này, chắc điều trị đối với giai đoạn 3 đã được cải thiện do durvalumab nữa. Và độ chính xác của phẫu thuật cũng được tăng cường bằng phẫu thuật robot. Chúng tôi nên lưu ý kết quả những nghiên cứu đã được tham khảo để làm guideline là data của bệnh nhân được điều trị xung quanh năm 2000 đến 2005 thôi. Nên ý nghĩa và hiệu quả để tầm soát ung thư phổi có thể đang thay đổi, tức là có thể cao hơn những guideline hay là nghiên cứu trước đây ạ. Vấn đề số 2 là khác biệt tính chất của ung thư phổi giữa người châu Á và châu Âu Mỹ. Hơn do nguyên nhân là vì khác biệt của chủng tộc hoặc là thói quen sinh hoạt. Ung thư phổi châu Âu Mỹ và ung thư phổi của châu Á khác nhau. Đều nổi tiếng là như EGFR, UGT1A1 và đó có thể ảnh hưởng thành tích điều trị và chiến lược ung thư phổi. Cũng được biết là tại châu Á có nhiều ung thư phổi tế bào tuyến hơn, có nhiều ung thư lead time dài hơn, nhiều ung thư phổi trong người không hút thuốc lá hơn và ảnh hưởng của hút thuốc lá cho mắc ung thư phổi rất khác nhau nữa. Những điều này có thể có ảnh hưởng hiệu quả tầm soát,
thì chẳng đối tượng nên được tầm soát như thế nào. Cũng có khả năng những bằng chứng liên quan tầm soát ung thư phổi từ châu Âu, Mỹ không phù hợp cho người châu Á nữa. Vấn đề số 3. Đối tượng các nghiên cứu trước đây để chứng minh hiệu quả tầm soát ung thư đã là người hút thuốc lá hơn 50 hoặc 50 năm tuổi, mà còn người ít nguy cơ hơn hay là không có nguy cơ cũng có thể bị ung thư phổi. Cũng được biết là những trường hợp ung thư phổi không liên quan hút thuốc lá có nhiều trong châu Á nữa, nên vấn đề này hơi quan trọng đối với người châu Á. Và hiện tại ở Nhật Bản có một nghiên cứu về CT liều thấp cho những người không hút thuốc lá, và chúng tôi đang đợi kết quả cuối cùng. Điều nên lưu ý khi tầm soát ung thư phổi. Hôm nay tôi đã báo cáo về tầm soát ung thư phổi, mà sau khi có bất thường trong xét nghiệm để tầm soát, chúng tôi bác sĩ hô hấp phải đánh giá cụ thể từ quan điểm chuyên gia phổi, và có khi cần chỉ định xét nghiệm tiếp theo hoặc là theo dõi CT làm sao lại khi nào. Protocol của các nghiên cứu trước đây hoặc là chỉ định trong NCCN Guideline chẳng hạn chỉ là một ví dụ. Đó chỉ là quy định đã được đơn giản hóa để tốt cho đa số trường hợp, và có khi không phải là phương án tốt nhất cho bệnh nhân trước mặt bác sĩ. Ở đây thêm một số trường hợp có tổn thương phổi nên xử lý cẩn thận, đã ngập trong một hai tháng gần đây ạ. Chúng ta bác sĩ châu Á hay ngập ung thư phổi phát triển chậm. Cách nói của tầm soát ung thư thì lead time dài. Những ảnh này là ung thư phổi như thế. Thường là bắt đầu hình kiếm mờ nhỏ, rồi vừa kéo xung quanh, vừa tiến triển trong thời gian nhiều năm. Khi nào có nốt không phải kiếm mờ, có thể bắt đầu phát triển nhanh hơn, có thể bắt đầu di căn. Khi gặp bệnh nhân như hình số 2 hay là 3, chắc nên chuẩn bị chẩn đoán và điều trị, mà không phải gấp lắm. Như án số 1, vẫn là chỉ có kiếm mờ thôi, nhưng gặp mạnh phổi nhiều. Khi thế này nên xử lý sớm. Nếu theo dõi lâu, có thể lên giai đoạn 4 từ giai đoạn 1, do xâm lấn và lan tỏa măng phổi. Hình số 4 cũng gần măng phổi và cũng có nốt đặc trung tâm kiếm mỏ rồi. Nhưng mà dù nốt nhỏ và theo guideline thì chỉ cần theo dõi thôi. Cũng khả năng đây là ung thư phổi rất cao từ hình ảnh CT rồi và có chỗ đặc ở trung tâm rồi, nên trao đổi với bệnh nhân có nhận phẫu thuật hay không. Án số 1 là CT 5 năm trước của án số 2. Án số 2 là bây giờ ạ. Chẩn đoán là ung thư phổi tế bào tuyến và loại trước đây đã được người bác. Khi số 1 người ta đã nghĩ là viêm thôi, không phải là ung thư, mà nên cẩn thận vì ung thư phổi có loại thái như viêm và cũng phát triển chậm thế này. Đã cần 5 năm để vào giai đoạn 4. Trường hợp như vậy có khó ảnh hưởng kết quả nghiên cứu về tầm soát ung thư phổi trước đây. Mà thực tế thì thỉnh thoảng có bệnh nhân thế này, và giai đoạn 4 rồi bệnh nhân như thế này sẽ là tử vong do ung thư phổi. Án số 3, thật ra nốt này đã là u lao. Bệnh nhân này đã cần hóa trị cho ung thư chỗ khác, nên đã cần chẩn đoán sớm. CT và PET-CT đã không thể phân biệt được nốt này là ác tính hay là nhiễm trùng. Án số 4 đã là ung thư phổi. Trường hợp này đã sinh thiết với ít xâm lấn bằng EVOS. Khi có vẻ dễ sinh thiết với ít xâm lấn như thế này và có kỹ thuật rồi, chỉ định sinh thiết có thể thay đổi một chút. Trong guideline không ghi về trường hợp có thể sinh thiết được an toàn thì thế nào, mà bác sĩ lâm sàng nên suy nghĩ rộng hơn quy định
tầm soát một chút. Con số 1 này cũng là nghi ngờ ung thư hơi cao, nên theo dõi rất cẩn thận. Tổn thương nhỏ cũng chắc không đòi được 6 tháng nếu đây là ung thư. Con số 2 cũng vậy. Người cô phổi có nguy cơ bị ung thư cao và theo hình ảnh CT không loại trừ khả năng đó là ung thư phổi và cũng có vẻ không phải loại phát triển chậm, nên theo dõi rất cẩn thận. Trong người có phổi như thế này, thay nốt nhỏ do viêm thường xuyên ạ. Viêm như thế không làm gì cũng không có vấn đề và trong CT theo dõi sẽ mất tổn thương. Suy nghĩ và phân biệt đó là viêm hay là có thể là ung thư phổi giai đoạn 1. Bác sĩ tầm soát ung thư phổi và bác sĩ gặp bệnh nhân sau khi được tầm soát phải tăng cường năng lực đọc CT nữa. Về lại chủ đề hôm nay, hôm nay tôi đã báo cáo về những gì liên quan tầm soát ung thư ạ. Chủ đề hôm nay là tầm soát đối tượng nào, khi nào, như thế nào. Trang cuối của báo cáo hôm nay, xin cho tôi tóm lại nội dung hôm nay ạ. Đối tượng và thời điểm. Theo các guideline thì nhiều nhất là từ 50 tuổi và người hút thuốc lá nhiều. Nhưng vẫn thiếu bằng chứng về điều này. Có một số nghiên cứu đang chạy. Phương án X-quang ngực thì đang được thực hiện ở Nhật Bản thôi, nhưng các guideline từ châu Âu, Mỹ không khuyên ạ. Kết quả của nghiên cứu tại Nhật Bản và châu Âu, Mỹ khác nhau và lý do thì chưa rõ. CT liều thấp thì theo bằng chứng có hiệu quả rồi. Vẫn có nhiều điều chưa rõ, nhưng nghiên cứu chất lượng cao đã cho xem CT liều thấp có thể giảm được tỷ lệ tử vong cho 1.000 người nam trong xã hội. Thêm nữa, còn khi chúng tôi xem bệnh nhân, bằng chứng và quy định tầm soát là chỉ là một tài liệu, nên khi tham khảo nên biết vấn đề trong đó là gì. Tôi cũng hàng ngày gặp trường hợp khó và cố gắng suy nghĩ. Tôi rất cảm ơn được có cơ hội tham gia hội nghị lần này ạ. Và xin lỗi chỉ tham gia được từ nơi xa. Hy vọng là nội dung hôm nay có thể có thêm được thông tin gì một chút cho các anh chị đã cho tôi thời gian ạ. Trân trọng cảm ơn ạ.